Khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 9, người dân sống xung quanh bãi đậu xe ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một chiếc xe container nằm trong bãi đậu xe trên. Sau đó, người dân đã vội tri hô nhiều người đến dập lửa, đồng thời gọi điện báo cơ quan công an đến chữa cháy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 5 xe chữa cháy cùng với hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tại hiện trường vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn 3 chiếc xe container đang đậu gần nhau. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan công an thống kê làm rõ. Những người có xe đậu trong bãi này cho biết các xe container bị cháy đã đậu nhiều ngày. Trên xe chứa nhiều vỏ gas nên khi cháy đã phát ra nhiều tiếng nổ. Theo ghi nhận, bãi đậu xe trên có diện tích khoảng 1.000m2. Trong bãi đậu xe này có trên 40 chiếc xe container và xe tải đang đậu.